Chúng ta đến với cái đề môn tiếp theo của bạn Lắng Hòa Lạc. À bạn này ở Hòa Lạc, bạn này tên gì anh nhỉ? Em xem nào. Bạn này tên Trung Kiên. Rank của bạn này MFC. Report cũng một bạn Việt Nam là VUV1. Chắc gì đã là Việt Nam. À thế à? À, em tưởng bạn ấy tên là VUV1 Đại Bàng. Thì ra là tên game là VUV1 Đại Bàng. Đại Bàng, ok. Rồi. Tránh bom. Anh thì anh và chú Kazima. Từ xem nó sinh năm bao nhiêu. 202. 202 thì chú là đúng rồi. Hơn mấy giáp rồi. Ok. Hơn giáp. Đồng ý. Ok. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người yêu. Tao về tiếp. Tao mẹ chọn cái này nhá kiểu. Mày mẹ để tao cút chứ sao nhỉ. Và ok tao cút cho vừa lòng bạn. Và một buổi tối đẹp trời. Em ra nét với tinh thần rất vô cùng phấn khởi. Và tràn đầy hy vọng với mức rank GE sắp tới. Em đặt một suất cơm 35.000 và một lon Pepsi để chuẩn bị cầm súng lên chống lại kẻ địch. Như bao hôm em vào Discord làm mình eSport để gặp những bạn gái. Ôi, bạn trai danh đen để sẵn tay cung trai à? Nhưng khi đăng nhập và nhập vai trong trò chơi CSGO, gió trời thoang thoảng mắt lạnh ở khu du lịch Inferno. Em cùng đồng đội và tiếng cười vui sau không một... sau khi nghe một bạn nữ siêu dễ thương trong Discord ngân nga bài ca Hạt Nắng Vỡ Đôi. Thì không thể chấp nhận được một player đôi bạn nhưng không fair play. Bạn ấy viết từ ngữ nó kiểu cứ cố nhồi những cái đấy vào đọc nó bị sượng mồm nếu biết. Cụ thể vào vấn đề chính. Team bạn có một player tên là VUV1 có nghi ngờ sử dụng phần mềm thứ ba. Có vẻ như là aimbot nhưng không quân. Để ghim viên đạn vào mồm bọn em. Mặc dù nghi vấn nhưng với đôi tay hoạt động 200% công lực của play ca yên thì bọn em vẫn chiến thắng. Và có vẻ là player đã lương thiện hơn ở vài round cuối. 31.000 tỷ lệ headshot, player VUV1 là 95% và tụt dần đến cuối round là 90%. Cao ấy. Những viên đạn găm vào đầu tụi em vẫn còn đó, vẫn còn những ký ức đau nhói nên đã đưa ra quyết định check demo và khẳng định hack 50.999%. Ngay round đầu tiên, em nghi ngờ khi đội bạn rớt B vào một tay và player VUV1 có một pha nhảy qua Smoke City và bắn một viên vào đầu đồng đội em và một pha tanh sai đặt tâm vào tường không khác gì bắn giải. Round thứ hai, player có những pha lên lầu, cầm súng chạy bắn và bắn súng ở chicken, vảy như simple vảy rau. Nghe bạn ấy miêu tả. Em cũng hình dung ra. Em không hình dung ra được. Hình dung ra được nó. Bạn này là cái kiểu là viết văn nhưng mà lại khoa lại bên kiểu khoa tự nhiên thì sao? Thế để anh tóm tắt cho chúng mày hiểu luôn. Nha, dễ hiểu. Vào làng mìn. Kiếm một bạn nữ chơi chung. Gặp một bạn nữ chơi chung giọng dễ thương. Gặp hack hết. Không còn có anh kiểu gặp hack. Nhưng bọn em bằng sự tâm huyết bọn em chiến thắng. Anh vẫn thiếu. Bọn em chiến thắng. Hình như chiến thắng. Chiến thắng xong nhưng bọn em vẫn thấy cay vì nó bắn vào đầu. Bọn em ra check và thấy bọn nó khẳng định là khách đến 50.99%. Đấy, được xong bắt đầu là mày tóm tắt còn dài hơn cả nó viết đấy. Không, em tóm tắt đấy. Sau bây giờ là đặc biệt là Rapid Stone thứ 16 như một ninja player cầm UFP làm năm trong sự ngỡ ngàng cả đội. Bạn này thắng cả khách kinh quá nhỉ. Sức mạnh. Nốt mấy cái con số quá. Nhớ mấy số đấy. Về sau này với đấy cơ. Round 3 và 4, đặc biệt là round 16. Ok. 3, 4, 16. 3, 4, 16. Anh em này, anh em vào demo luôn. Cái văn này đúng là văn Ronaldo. Tôi có khi tôi phải mở bóc cỏ lớp dạy các bạn viết demo. Tôi là king of content các bạn. Trường hợp ngày hôm nay là ai nhỉ? Bạn VUV1. VUV1. Theo đây. Đây ạ. À, từ. VUV1. Ok. Mình cần chất qua tí profile bạn ấy không? Làm tí profile. Làm tí profile lấy cho mình chưa profile. Chất trước các bạn là bạn kia tên Việt Nam luôn. Bạn ở trên bạn Phương Linh à? Úi giời ơi. check cái gì thế anh? Đã nói bao nhiêu lần rồi, những cái chương trình đông người xem gửi demo đúng rồi. Okay. Inbox. Japan. Ping 78. Japan thật. Japan thật, trời. Nhìn này là biết Japan thật. Sao mà mình nhìn mà biết? Thì không thấy át người Việt Nam. Thì biết là không phải Việt Nam thôi. Thì không biết không phải Việt Nam. Bạn bè ngang ngố cũng nhiều. Ok. Nhưng cũng hợp lý một chút là bởi vì Nhật thì cũng xây bởi Nhật là Nga hay bắn. Pinh 78. Hợp lý không? Hợp lý không? Ok. Ok. VUV1. Thỏ. Tầm thỏ thế. Tầm này tầm ngang tầm vào tầm đi bầu ra mà. Cảm ơn anh Đức nhá. Nãy giờ vì các bạn anh Đức gọi nắng ạ.
Tâm phải tâm default không? Không, không phải default anh. Default nó còn dẫn rồi, dẫn rồi. Úi rồi. Bạn này bắn nhảy bắn. Không, cái đấy phải nhảy bắn nó đúng rồi. Nhảy bắn. Qua đầu nó được đấy. Bắn kiểu gì ấy, sao đầu cứ lăng láng. Dũng đạn vẫn vào đầu được ạ. Kiểu quả vừa rồi nếu theo cái góc nhìn của tao đánh giá là hơi rùa trò. Hơi năng nạ. Nhưng mà rau pistol. Bạn này đảo như ngựa. Leo pát đấy, dùng pát đấy. Bắn có thể không trúng nhưng mà đảo thì mày giết được tao không? Không năng. Ôi giời, bắn từng. Biết một lầu rồi này. Chín mươi lăm phần trăm là headshot là rất là nhiều nhá. Ui, tâm luôn ạ. Ui. Không ai di chuyển không giống người bình thường lắm. Không biết là có đang làm content hay gì không. Nhảy rất nhiều. Nhảy này nhảy nhảy cầu chơi vào đấy. Cứ nhảy nhảy. Ôi. Có một chút gì đó. Có một chút gì đó không. Bình tĩnh. Đây. Em mình làm mọi thứ nó chậm lại một chút. Tao có làm cái gì nhỉ? Diễn, có thể là diễn. Bởi vì sao? Bây giờ nha, nếu mà anh lên thẳng anh mắc kíp, khác gì anh là thằng gốn ách. Đúng không? Nên anh phải giả vờ check hai bên. Check một lúc không thấy ai, sẽ bắt đầu tự nhiên mình có một quyết định là mình sẽ lên market. Thấy không? Thì nó sẽ tự nhiên hơn, nó hợp lý hơn. Đây. Đây, xem khoảng 1/4. Ui. Dã man. Ui. Nó nật mặt nhanh hơn cả. Khiếp. Anh Dũng, nếu anh Dũng là một người bị ăn cái viên đạn đấy thì không biết là anh Dũng, cảm giác của anh Dũng như thế nào? Không sao. Không. Nó chỉ là game thôi mà. Thì mình xác định luôn là thua. Quy tắc enter. Lại. Một lần nữa. Lương tâm để xem với góc nhìn tốc độ 1 một lần nữa cho anh em xem. Đấy. Chứ còn bây giờ nha, mày mà đã mất công kê như này nha, là mày sẽ tanh hẳn về CD. Đấy, mày đã nghĩ là có thể ở đấy rồi. Nhưng nó lại kê bên đấy, nhưng nó lại đẩy lên đây cơ. Đây, nhìn. Ủa, thấy chưa? Tâm chưa đến vào đầu rồi. Thế thì anh em mình lại xem lại Rapid Stone lần nữa. Thấy chưa? Bắn em lốc mà vẫn thắng được. Nhưng mà nó có nhiều round mà sao mình không xem tiếp đi. Cứ từ từ anh ơi, Rapid Stone nó ảo. Nhưng vừa nãy mình chưa xem ở tốc độ chậm, đúng không? Cái này Rapid Stone này có mấy quả nhảy bắn này. Đấy. Đây, anh sẽ nhìn nha. Đây. 1/4 nhá. Không phải mồm rau, nó nuôi bắn vỡ đầu thằng mồm ở gần. Này. Ý, nó bắn vào đầu ở Phương Linh. Anh nhìn viên đạn đầu tiên không? Anh nhìn viên đạn đầu tiên không? Anh nhìn viên đạn đầu tiên không? Nó là bên phải và viên đạn đầu tiên, em thấy nó trúng bên trái mà. Ôi trời ơi. Quỷ rồi. Đây, quả này rất là rõ này, quả này rõ hơn. Quả đầu tiên là nó bắn nó còn thì bảo là nó click tại vì viên đầu tiên của nó không trúng. Đây này. Viên đầu tiên đấy. Ủa, viên đầu tiên nó nhảy sang mà viên đầu tiên của nó bắn lại trúng bên này này. Từ em xem lại viên đầu của cái quả nhảy piston trước. Điêu vãi cả đái, tâm đặt bên phải đúng không? Viên đầu tiên bắn phát sang trái luôn. Đây. Đây, từ. À. Viên đầu tiên nó trúng đâu? Không trúng. Nhưng mà sang bên trái đúng không? Ờ. Đấy, sang bên trái. Úi giời. Không, đoạn này thì cứ gọi là nhảy thì mình cũng có nhìn đây. Đây từ. Đây em cho tốc độ chậm hơn nữa. Đây nhá. Viên đầu tiên chậm hơn nữa thì 0% rồi thì anh không ấy được. Thế.
bóp cò này. Bóp cò. Đâu, nó có một viên vào quan tài mà. Có viên vào quan tài à? Có. Có à? Có một viên vào quan tài. Một viên vào quan tài. Có. Nhiệm vụ này là nhìn nhảy các thứ là nhìn animation nó hơi ấy đi. Ừ. Rồi được. Rồi, nhưng rồi, tính chất, do tính chất của demo xem lại đi. Rồi, tiếp tục. Hành trình này còn dài, chắc chắn xem lúc nào chẳng hết sót. Đúng tôi rồi. Đã còn mặt nhỉ. Sướng nhỉ. Ngọt nước luôn. Con này bắn đi kiểu tại chỗ luôn. Sướng. Cứ nhảy 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 đấy. Nó bắn đi đâu. Ây da. Ây da. Ây da. Có thể là đấy là góc Free Fire. Thì đó là góc Free Fire thật. Free Fire. Nhưng mà nó hơi chậm. Mỗi tôi là không nhìn nó bắn nó hơi hơi chuyên nghiệp. Ừ. Cái góc đấy là góc Free Fire thật. Đi kéo kéo các thứ. Ui. Em là suốt mà. Đâu xem lại. Thằng này em thật anh, nếu mà bị ấy, thì nó chắc chắn là thằng này phải có cả quân. Ừ. Đủ combo. Hôm nay là quả vừa nó nhìn đấy nhở. Nhìn được không nhở? Check lại anh. Đây nhá, tắt tích đây đi nhá. Chứ làm sao mà bắn chuẩn của anh như thế được. Cái này, anh nhìn này. Cũng kia đi vào quả súng mốc mà. Trúng ấy. Chắc là cũng căn căn thăm mình. Không. Thật ra mình như thế á. Ừ, thi thoảng cũng phải căn một lúc mà em hay. Mình cũng phải cố gắng. Không, mình ừ, mình để giải thích một cách tích cực để, lên. Để em xem thử, đấy. Em xem thử đoạn quả này. Tại vì quả này ông này không phải là giạt giang. Ừ. Mà lại là chạy đẩy sang xích mít này. Ừ. Sao bị bắn trúng cơ? Để xem có. Thì nó chỉ đây, là đây, một chút may mắn. Đây đây. Ui, ông này lại. Ui, nhảy đúng quan tâm à? Kiểu vậy đi. Rồi nhảy đúng quan tâm, Lắc rồi đây. May mắn. Phải nghĩ mọi thứ. Em đừng nghĩ mọi thứ nó black quá, nó phải ping lên. Đâu biết ném bom mìn gì đâu. Ôi, hai quả sao mốc. Mỗi bên ném quả đéo che là cái gì. Ông kia sấy. Ừ, thằng kia sấy bắn. Ơ, thế round 2, round 3 nào nhỉ? Chắc mấy round đấy. Round bắn ảo. À, quả vừa rồi có bắn xuyên smoke đúng không? Đỉnh điểm round 16 đúng không? Đỉnh điểm. Đấy. Một chút dữ thôi, hơi dữ. Ôi, bạn Phương Linh một mình này, chống mafia này. Úi trời ơi. Tan xác. Nhưng mà, thế mà bên kia vẫn thắng được, cái sức mạnh cũng kinh phết đấy nhỉ? Sao bên kia thắng này nhỉ? Thua 4-0 từ đầu. Đi đoạn 6 căng. Căng. Bên kia các bạn Kien. Đoạn sau mà thắng được là bên kia phải căng. Này cứ nhảy vào va vật. Này cứ đặt tâm một bên nó cứ bắn nó vào đầu. Này. Tâm đặt không chuẩn. Này đoạn sau sẽ chắc là trận đấu căng. Lại lùi về. Ai à? Cẩn thận phết. Cẩn thận nhỉ, có check sợ spoiler, sợ spoiler. Được pit. Đó. Nè, check cẩn thận đấy. Ủa, nó cứ bóp cò vào đầu, nó cứ vào đầu luôn. Bóp đầu ạ, trông sợ thế. Lại vào đầu nữa không? Cứ bóp cò là vào đầu nữa. Đặt tâm đâu nó bắn cũng vào đầu. Ờ nhỉ, có một bạn comment ở dưới ngay. Lửa pit xong vẫn check. Lửa pit xong đi check pit. Không tin mà còn lửa mình. Em mấy lần check em nhìn nhá. Ui giời ơi. Cái mặt cũng nhanh, láo. Không nhận ọp ở trong set go mạnh. Nó nháo là hơi thiệt thôi. Ôi. Bà lóc nhau ăn được chọn luôn. Bị mù. Đồng đội bắn hộ. Smoke boiler. Đồng đội tay vào boiler. Thế là đồng đội chết luôn. Bởi vì đi qua quả smoke của thằng này. Nhìn nhàng ấy. Ừ. Ông kia định bỏ ra. Repick bỏ ra cả em ấy. Repick bỏ ra thế nó bị nó nhìn đi trước mà. Rồi ông nghe ăn được thằng cái bom kìa. Nào xem quả này. Nào, số 4 nó biết rồi. Bạn Phương Linh nó biết rồi. Biết một thằng ở đoạn này rồi. Úi giời, xong rồi, đồng đội chết hết rồi. Biết quấy đâu rồi này. Mẹ hủy diệt, bao bắn này mà vẫn căng được. Kinh nhờ. Ô mò, mày ăn cuối mạnh được. Vẫn bình thường mà. Có bình thường, đoạn cuối nó phải căng. Ping lên.
đừng suy nghĩ nó tiêu cực quá, phải cố gắng để giải thích cho nó một cách nào đó để lôi kéo một người mới ánh sáng, đừng đẩy chúng ta vào bóng tối. Cũng cẩn thận. Mẹ luôn luôn tìm được một lý do để ngụy biện cho lý do người ta bắn được như này, đúng không? Nhà cũng dẻo phết, cũng không phải là nhà kiểu bị cứng mắc cái gì cả, nhà dẻo hơn Leopard. Ôi trời ơi, ông kia đi qua đi về bắn tay cũng to. Cảm ơn bạn Johin nhá. Jin Johin đã donate 50.000 đồng. Gửi các anh trai nước một ngày vui vẻ ạ, dấu bé ba. Đầu tiên kia rộng phải nó định bắt thằng nhảy sang phải. Nhưng không nhảy sang phải thì kia bên trái lại để sợ thằng ọp nó ra nó pick. 90% headshot. Bây giờ bắn ọp, bắn ọp toàn đầu. Xem nó pick bê gì. Quả sở mốc này trông nó ỉa thế nhỉ. Lỗi. Nhìn rồi. Thì đừng lỗi. Cần thêm những ra bắn rifle. Đây rồi, AK xem. Đéo ném plasmid. Nhảy cái lỗ này để đấu tay to. Ui dồi. Có khi chuyển đối tượng trách. Không, cái quả này phải đứng là cái quả report là là chưa nhìn thấy mặt địch đấy. Bắn bắt đầu ấy, như cái ông nào vừa viết demo ở trận trước ấy. Nhưng mà cái góc này cũng purify được. Biết là purify nhưng bắn quả này tay to đấy. Purify quả này là kinh đấy. Bắn đi lại chỗ Nhìn thấy rồi này. Nhạy cảm. Bắn kinh thật đấy. Nhà bắn kinh thật. Không, Pre-Fi không phải nhà bắn. Quả đấy là Pre-Fi. Nhưng nó Pre-Fi đúng một viên vào đầu luôn. Bắn Kenny hay. Kien hay. Gắn cánh tim đấy. Ông này Pre-Fi buồn cười vãi. Ôi, Pre-Fi rất là buồn cười cơ. Trông kiểu quả trước trông kinh cực kỳ, quả sau trông nó cái kiểu gì ấy. Sao không mất cái mít mà rõ mít của thằng trong boiler mà nhỉ. Sao cứ tên nào quá nhỉ, thỉnh thoảng là phải đột biến. Thế là đột biến à? Đột biến gen, đột biến bạn. Quả trước thì bắn kinh vãi cả đái ra, quả sau bắn buồn cười vãi. Tính nó tích cực lên. Ok, tích cực. Ping lên. Quay lại đối tượng nha. Bảo sao bên kia, may là bên em có bạn là Kenya này, Kien này. Gánh ấy. Bạn Kien là một quy bu chính hiệu nha. Bị flat nha. Mình kiếm hai bên cứ búp bòm là mít vào nhau luôn. Đơn giản mới đất luôn. Đơn giản thật sự luôn. Kiểu đầu tay to. Thằng này nhìn di chuyển nó tâm này là cũng thuộc dạng là biết chơi rồi. Chứ không phải là một người mới chơi. Cũng cẩn thận mà anh, cũng check cẩn thận lắm. Check lại chính bản thân mình luôn mà. Check lại những gì đã ném ra. Đúng vậy. Ôi giời, này, thật tự tin đi qua là chuẩn này. Smoke lỗi này. Nào, xem làm gì nào. Ui, ngồi lâu thế. Lâu nhanh. Ui, mình cái bách về luôn. Rồi. 30. Ui, rồi. Bắt đầu smoke, ông này ném quả smoke toàn lỗi. Smoke city toàn bị hở. Có lửa. Ui. Nhưng bắn lỗi nhỉ. Quả này bắn rất là lỗi luôn. Này nó bắn lỗi chứ, nó bắn này trong bom mãi, có chết đâu, nó tử chết rồi, nó quay sang bắn bên trái rồi. Nhưng mà cuối cùng lại... Anh sát sở mốc các thứ, cẩn thận đây. Trời ơi, thì anh có các phân tích ghê thật. Cũng đi sát mà, quả mấy quả đấy đi sát là thường là trên đứng trên bút lên không thấy ra. Không phải tự dưng em lên cái em. Kien, anh Dũng xem class đâu? 1v3. Kien class này. Kien class này. Sở mốc đồng đội. Cái đứa cột này cũng hay đấy. Góc này góc bắn tay to mà. Ôi, nó lắc kìa. Lắc. Góc múa cột này góc bắn tay to mà. Ủa sao bé không lắc luôn mà. Vừa nhìn nòng súng cái gì, anh thấy nòng súng không? Thấy nòng súng rồi. Thôi,
không dám vào. Ông này, ông này liên tục free fire vào tường. Ông này bắn cái kiểu gì ấy, buồn cười lắm. Bắn nhịp 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 của nó rất là dị. Phải gọi là như thế, nhịp rất dị. Nhà bắn. Nhà bắn nhưng mà nó cứ kiểu nhịp chưa đến nhịp bắn thì lại bắn và nhịp đến nhịp bắn thì lại chưa bắn. Chưa quen. Đây. Rồi biết bề nhá. Kể chưa, 2v3. Đấy, nhá, trách bạn này, bạn này rất hay nhá. Nhá bằng chết. Rồi, cũng cẩn thận. Trách lại hết. Ok, 1v3 này. Đấy, ok, hợp lý này. Đến góc tối này, rồi nhìn thấy. Lửa đẹp. Anh kia phải ra. Ui, ông kia bắn lỗi, ok chưa? Ông kia bắn lỗi một tên nhá. Đó, okay. Clutch đâu ông Bomben kêu clutch. Em đoán là clutch chưa nhìn hết quả tình huống. Đấy là mình thói quen của bạn kia là hai nhà bạn nhá. Cẩn thận. Hóa ra là cái quả mít là ruột chó các bạn nhá. Tí trận này gọi xong mà nó căng rồi. Cũng phải hết năng lượng rồi nhỉ. Hết ngày. Có một tí cũng A. Có bạn 16. Ra 16 bạn Vuvi. Cầm lục. Chắc lúc đấy nó đổi sai. Bạn Vuvi này có một tí cũng ơi. Đừng góc default quá. Góc đấy tao đéo biết có địch hay không, tao ra tạo toàn free fire. Ui dồi ôi. Chính là bạn Vuvi này. Cứ gặp Ken Kien là bị bắn chết. Có thể không hợp tuổi. Không hợp tuổi. Khắc hệ. Bên kia mẹ mình lắm tiền thế mà đéo đỡ nào nào lúc cho bạn vua với một nhỉ. Mà để bạn ấy cầm đi go ạ. Nghe đâu mà cốt mà tao đe đủ rồi. Tao đấy rất thích ném quả smoke ở boiler nhá. Nhưng mà ném toàn lỗi cơ. Đấy toàn hở kìa. Mày nhìn thấy hở không? Thằng nào đứng gần ném này ừ ném này gặp thằng Hiệp tao là tao đứng tao bắn ra mấy cái thằng chạy nối. Lại tao. Hỏng người luôn. Mẹ chương trình gì không biết nữa. Tao này không, cái kiểu di chuyển đặt tâm như này, tốc độ cao này là thuộc dạng là cũng biết chơi rồi. Đấy, chúng ta đang xem xét xem là liệu những tình huống ở đầu rao liệu có phải rùa chó hay không. Thế thôi. Nếu anh em xem những video và thấy hấp dẫn và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Hãy nhớ luôn luôn bật chuông để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Bomben nhé. Những cái đứng toàn hở, phải buồn cười nhỉ. Cái ông Faker đứng toàn bị hở, cái nhân vật hình như là đầu hơi dài hay sao ấy. Đứng cứ hở cái tí nòng súng với cái mũ ra trông bực thật sự. Rồi 5-9. À sắp đến ra pistol rồi đấy. 9-5 mà bị cắm bách à. Ban đầu cái tâm này không phải là một cái tâm bắn đầu dễ đâu nhá. Tâm nó gáp rất là to nhá. Rồi cứ bắn là headshot thôi. Góc kia ngồi xịn đấy. Góc đấy là góc hay xịn. Ngồi để bắt mấy ông góc vào. Góc xịn mà góc đấy không trách đâu. Em hay ngồi góc đấy. Nó không nằm trong... Cái tầm mà muốn em cầm đấy ít nhất phải làm 2. Góc chương trình đéo xem demo để người ta nghiên cứu, là check, là test hay là thế nào đấy. Ông anh thì rao trước thì cái gì? Ui thằng này ném sau bóng này gặp em thì thằng em thì... Ui cái góc đấy em hay ngồi em rất... Rồi cái góc không nằm trong 69 góc cơ mà. Trong khi canh góc hay B. Góc này hơi nâng cao. Chương trình lạ lạ. Độc lạ trách hack à. Anh Dũng cũng nhiều pha gì đấy. Không, mình... Anh tất nhiên anh bắn anh ấy quá rồi, anh tự đề cao chính mình lại. Anh Dũng xem A không? Độc lạ trách hack các bạn. Anh em xem stream nhớ ấn like nha các bạn nhá. Chết thật. Mới có hơn 1000 like à. 4000 anh em đang xem rồi. Đây rồi. Đây. Quả đấy bình thường mà. Bình tĩnh thôi. Nhảy qua. Cục nhỉ. Đấy. Cái tôi đấy. Cái tôi anh cao đấy. Cái tôi cao đấy. Tình huống rất là cao. Mình chiếm được sai rồi mà. Đồng đội Smoke City. Bom vì clear. Nhưng lại bay qua Smoke để bắn lịch. Một tình huống thể hiện cái tôi cực kỳ cao. Giống như ở Leopard. Flick. Flick các thứ này. Tâm sang. Bên kia đừng ngơ hình quá. Cứ ra đâu. Rồi. Con này toán nữa rồi. Con này pha lại bình thường, bắn bình thường. Không phải một phát tìm được biến. Mà với cả USP thì
bắn như thế, tội ngay xem là Leopard bắn rồi. Đấy, lại Leopard. Không, Leopard ngày xưa là King of Pistol một thời mà anh Dũ. Leo ngày xưa là King of Pistol, bắn giải USP, top team sợ lắm đấy. Bên này có bạn 4k3 tiền không mua USP. Không, nó AFK thôi, đúng rồi AFK. Để lầu luôn này, cũng hợp lý. Tham Minh là cũng đẹp. Còn bên kia clip B, rồi. Lộ tiếng này, ông mít biết này. Ôi trời, nó bắn kiểu gì cũng vào đầu. Chắc tâm cũng để thói quen để cao. Không, phải nó vẩy toàn vào đầu cơ. Nhưng mà rồi nó cũng vẩy vào đầu ông kia mà. Nhưng mà súng nó yếu á. À, chua rào kỳ rào. À, bên này thiếu người. À, thiếu người. Sao? Sao, bị comeback. Vậy đít đúng cái rào quan trọng rồi. Rồi vào rồi, nhưng mất cái rào quan trọng rồi. Vào mua luôn cọp. Drop luôn cho. Drop à? GKS. Làm đôi luôn. Ừ. Chuối bên kia chắc lại đi chuối không ném gì. À, mid. Ai tìm kiểu cái rank này trông buồn cười. Cứ ra mid bắn nhau. Kien bắn. Ờ, Kien bắn hay nhờ. Rao này phải xem Kien các bạn ạ. Thì đã xem Kien sau đấy. Rồi. Có một đồng bài tơ mít. Mình như biết cơ. Biết có một bài tơ mít cơ. Ờ. À, lộ tiếng cái này, ông kia chạy người kia. Ông kia còn ném flash ạ. Vãi đài. Ông này quay đây đéo thấy đâu. Bài tơ. Ờ. Đéo đâu. À, cái xác tưởng địch. Nhìn cái xác bắn. Ờ, ông kia lại móc tiếp. Ờ, cũng khó chịu nhờ. Ether. Không chạy đường nối nữa, chạy ăn với City. Rồi, cái móc. Không quay lại sau lưng. Đúng rồi, không biết nó có móc. Cái móc cũng lâu nhỉ. Em bắn được nhiều mạng thì em bảo em hay. Người ta bắn nhiều mạng thì em kêu người ta hay. Lấy ra hai bên cứ đập qua lại với nhau luôn. Yeah, hiểu được. Bạn này cũng thắc mắc về cái tỷ lệ phần trăm headshot. À, riêng là nhiều mạng hay không. Headshot. Chứ còn bản thân profile của anh cũng phải xóa đi rất nhiều những cái comment nó mang tính tục tĩu cho cái profile của anh rồi. Tại vì cứ thấy kiểu anh bắn 30 mạng là trong lòng nhà lao vào profile viết các thứ anh phải xóa bỏ cho nó sạch cái gua. Ôi hai ông B, một ông USP, một ông Digo, không giá. Ui USP đấy đẩy ra. USB đẩy ra là cái tôi cũng hơi bị cao đấy. Không thì chỉ có một lý do duy nhất. Thì biết là gì không? Thằng Digo report là yếu rồi. À. Chỉ có thế thôi thì yếu rồi, một viên vào đầu, một viên vào đầu. Yếu rồi. Là USB cặp thế là sắp ăn được rồi. Thì người ta bắn nhưng mà thực ra là còn nguyên trăm màu. Đấy, chỉ có hai lý do đấy thôi. Yếu một chút xác. Chưa thấy gì. Được quả flick Dubaretta là rất ảo. Trông coi à, chắc tỷ lệ headshot rất là cao. Bên CT bắt đầu có lượng bài nó hơi bị ấy rồi đấy, bắt đầu bắn nó có vẻ hơi bị trôi. Bài bắt đầu là bài hơi loạng choạng. Bên kia stack bên này không ấy stack. Đây đến lúc này là bạn Vuvi này là có tỏa sáng thì phải tỏa sáng luôn, buff flash nhảy qua luôn. SMG thì sẽ làm như thế. Tâm đất. Hơi cao. Quả đấy ra quả sớm bốc nó hơi bị choáng anh ạ. Ngập khí. Đây, PA, nhưng mà 19 nắp sau retake được ở chỗ này. Kết quả cuối cùng của trận này là gì? Là bên T thắng. Bạn report thắng. Bằng 200 khả năng công lực các thứ. Đến đây chắc là thua trôi luôn gì nữa. Đây, bên này mua rất là vớ vẩn, xong lại có một cái ông số 0 này kìa. Toàn AFK thôi. Bên này gần như ở lúc sau là 4-5 rồi. Nghe thấy nhảy lên lầu nhá, để xem quả này sao. Nhưng quả đấy là sấy là em thấy nó bay vào đầu là chuẩn đấy. Cái đường đạn về sấy về sau đạn cuối là nó đẩy cao lắm. Không như toàn vào đầu cơ. Cứ vào đầu cơ. Quả rồi nên mình cho mình nhìn này. Nhưng đạn bạn ấy tâm bạn đặt ở dưới thân người. Không trúng đầu ngay từ đầu ấy. Zip lên. Đây cho mình nhìn quả này nhá. Trúng đầu ngay từ đầu luôn. Này, tâm kéo sang bên phải này. Không. Trúng cái đấy. Trúng vào người đó. Nhưng mà trúng cái đấy. Mọi người thấy không? Chúng mấy viên liền đấy anh Dũng ạ. Này, tao muốn chưa đến chúng mấy viên liền cơ.
Tâm còn chưa đi. Anh nhìn thấy chưa? Không phải một viên. Tâm nó đặt vào tường thì nó bóp cò từ viên đầu tiên đã trúng mà. Và. VR vào cuộc. Đây nha, em cho ăn 10,2%. À, anh nhìn không? Tâm con này đang kéo sang phải này. À, đây nha, bình tĩnh nha. Nổ, nổ viên đầu tiên. Trúng chân này. Anh nhìn thấy chưa? Nhưng mà đạn nó khét mù ở bên này. Đâu, đây là khói đạn. Còn viên đạn thì lại trúng chân thằng này. Anh nhìn bắn nó vẹo vào sừng sườn thế kìa. Vẹo, bắn vẹo sừng sườn. Anh thấy không, anh không? Viên đầu tiên của nó khi tâm nó như này đã trúng chân đằng kia rồi. Đấy, viên thứ hai trúng hết, trúng hết. Đấy, sau cái tường này. Đấy. Đấy, nó đục, úi dồi ôi. Chạy ra, chạy ra. Úi dồi, bắt đầu. Thấy không? Đạn gọi đạn thằng này đạn cong hay sao? Đạn này bất thường anh ạ. Ừ. Chứ bây giờ mà ví dụ đã em đầu là nó vào đầu rồi. Tiếp bắt chân xem cái ngày các bạn có ghi ngày hôm đấy bắn trận này không? Đây. Tại vì mình check lùi lại cái lịch âm trong ngày vào rằm với mùng 1 thằng này cảm giác kiểu vừa cúng xong rồi ra trời check gâu. Thôi nếu mà bảo em thì không thể vào chân được. Em cứ thường vào mày điên à, đâu không, đặt được hết, đặt hết được mà, đặt hết nhưng mà nó sấy. Không, cái xương của nó đặt hết, mày muốn bắn vào đâu là bắn. Nhưng mà xương lại sấy. Đấy, cho xem lại tốc độ một chấm này. Bản thân này đẹp với nhiều cái này. Đấy, nhìn lại nhìn quả này này. Đấy không, nó đang tâm bên phải bắn vẫn là trúng thằng kia luôn cơ. Từ viên đầu tiên, thằng này em nghĩ 90% là em bot rồi. Đấy, 90% là em bot. Để mua 64 tích đó thế à? Nhưng mà server cũng có 64 tích thôi mà. Server mắt máy kinh có 64 tích thôi thì lấy đâu ra được demo 128 tích nhỉ? Nhờ. Ai dạy tôi cái là bắn server 64 tích nhưng mà lại nhận demo 128 tích ấy, để tôi biết cách tôi... Đúng trận mờ mờ. Chào mờ mờ anh. Mờ mờ mà anh. Rank rõ ràng luôn ấy. Đấy. Nhờ đến đấy xem tiếp. Cho xem tiếp. Kiểu gì thằng này bây giờ nó phải carry kèo mà. Còn nhiều highlight, các bạn yên tâm. Anh em để anh em để 32 tích à? Nếu mà anh bật lên mà nó là 64 tích thì sao? Em donate anh 32 triệu nhá. Đây bọn này phải căng kèo này. Đấy. Đây, quả này phải nhảy qua. Được, tham mình. Hết hết smoke, quả smoke vừa tan. Bất hở. Phải hở mới chịu cơ. Đáp đáp vào smoke gọi là thiếu trách nhiệm đây anh ạ. Ném tay ném bom không có chuẩn. Rồi đấy, đến đoạn này là căng rồi này. Phải gánh kèo này, nên xem frag à. Từ từ xem frag bây giờ. Candy 29 mạng rồi. Bên kia Candy gánh kèo hơi bị kinh. Thỉnh thoảng demo nó bị lỗi một cái round như này. Ngó ra không thấy gì. Ừ, lại về. Bên kia về lại vào B. Ở bên kia vậy đi B đâu. Lùi về mid, rồi lại vào B. Hôm nay phải pressing, từ A sang B luôn, sợ rồi. Pressing toàn sân luôn. Rồi lại B A. Rồi bên đồng đội B bảo rồi là B vào. B đông. Ừ, đó, B là ném smoke hết các thứ rồi. Bách về, để xem tình huống anh cứu được gì không. Nhìn, qua smoke ở đây thì thôi rồi. Sẽ mang cứu ở đây. Đồng đội bắn chết hết à? Thì nghĩ địch ở đấy, nhưng bây giờ địch với lộ rồi. Thôi, bỏ cái tôi xuống luôn. Địch có. Căng nhờ. Trận này căng đấy. Thế mà bên T sai thắng được nhờ. Bên kia lại rớt B. Đúng phong cách mấy em Việt Nam rồi. Rớt B. Rớt đến chết. Rồi, ui. B thủng rồi. Rồi B chết rồi. Không cứu được. Ai hôm kia không chống được rớt. Đây. Cứ bốc vẩy vào đầu ấy. Em lại xem lại tình huống này. Nó cứ bốc cò là đạn vào đầu. Đấy, có một sự thật là như thế. Và tỷ lệ vào đầu như thế nó quá cao. So với cả cái người em biết tên là Hoác. Nhà ở Hai Bà Trưng thì ở Tạm Ông Biểu thì có vẻ như là nó này chắc chắn là cái khả năng flick nó phải hơn là Hoác. Đây, bình tĩnh chậm lại nhé.
Nhưng mà vẽ tâm ở đầu lại vào chân cơ, thì buồn cười, quả đạn. Không, làm sao mà thế thì thế nó mới tránh được kiểu như là viên viên như nào, những viên vào đầu luôn thì mày thành A-Bot à? Lại. À. Những viên đạn đầu tiên đúng không? Đây nhá. Kéo tâm vào đây nhá, viên đầu tiên. Một viên này. Hai viên này. Cứ bắn là tâm tự di vào đầu. Ông thằng này chắc là A-Bot rồi. Nếu mà cần xác định thêm thì ấy thì phải gửi cho Hoàng Hiệp. Chứ không tỷ lệ click của thằng này cao quá. Cao bất thường luôn. Cao hơn cả so với những pro player. Bình thường tỷ lệ headshot của pro player nó chỉ rơi vào tầm khoảng 70% đến 80% là cao lắm rồi anh ạ. Thường thì nó sẽ như kiểu thằng Tuyết ZZ là em nhớ cũng nhầm là khoảng 67% trung bình. Đấy. Họ nó là pro player, họ đặt tâm đầu nhiều. Nó là tâm cơ, vậy là nó kể cả nó flick cái thứ. Mười hai mười một. Bây giờ mà không ăn được nữa thì thôi. Mà nó mua nó thua mà. Thì thế. Thế mới bảo đây là đoạn căng này. Cần thắng này. Ui bê cứ thủng thôi, trận này hơi khó. Mình kiếm cứ rớt thôi. Nết này, ui chắc bom. Ui lửa đéo lên này. Rồi, lại về. Ở bên kia nó lại giết lại thằng ở A. Chứ ông này đéo được gặp địch rồi. Bên kia nhiều nó cứ tránh thằng này này. À, con này này. Bắn vào đầu, sợ thật. Thằng này nó bắn kiểu gì cũng vào đầu. Thừa nhận một điều là như thế. Còn rồi nó giết người nhá, không vào đầu nhá. Nhưng mà rõ ràng là nó bắn vào đầu trước. Thì lẽ sốc. Ừ, luôn luôn vào đầu. Cái này chắc phải, nếu mà muốn chắc chắn hơn thì phải gửi chuyên gia Hoàng Hiệp. Em nghĩ là Hoàng Hiệp chắc kết luận. Ui giời. Nó bắn nó xoay vào đúng 180 độ luôn ạ. Hình thật. Rồi, 13-11. Đấy, vào 4S. Mạnh mẽ nào. Này đưa pressing toàn sân luôn. Mạnh mẽ nào, bên kia nó lại vòng về vào đánh A. Cày cứ phách bê cơ. Kiểu cái thằng này đi về đâu là nó đánh ngược về bên còn lại ạ. Cày thật sự, thấy chưa? Nó lại chết A rồi. Đồng đội yếu quá. Lại back về. Ui. Ui. Quả đấy cũng trúng đầu đấy. Chắc bắt đầu. Trúng đầu. Chắc bắt đầu. Sao nó cướp đầu suốt thế? Mà thằng này buồn cười, nó cứ bẩy vào đầu thôi, thằng này bật kinh quá. Không thằng này, em nghĩ em nói thật cho anh ấy, với cái trình độ flick của thằng này. Trình độ flick như này nó thừa sức đi bắn dài. Nhưng mà trình độ đếm bom của nó thì so với trình độ flick thì không tương xứng một tí nào cả. Chắc chắn là như thế. Ném bom với xử lý tình huống của nó thì rất là bình thường. Thậm chí còn dưới bình thường. Nhà flick đấy, tí em lại cho anh xem một cứu bom. Bắn toàn mồm với một cười vãi đái. Thằng này không êm thì em nghĩ thằng này nó là một cái tài năng xuất chúng đấy. Cần được cần được nhân giống. Đấy, chưa? Nghĩa yếu lắm rồi. Đấy, một viên vào đầu luôn nhá. Tâm bên phải nhá. Flick phát vào đầu luôn. Chưa phải flick mà thằng này toàn là tâm một nơi, đạn một nẻo. Đúng như thế là câu nói rất là chuẩn đấy. Nó là tâm một kiểu, xong bắt đầu đạn nó cứ bắn là vào đầu thôi đấy. Đấy, bắn phát vào đầu. Đấy, cái này là còn bắn trượt một viên đấy. Không, thế thì đạn cuối lại càng hay. Cái này đạn cuối lại càng hay. Đây là càng sẽ nóng lạnh. Càng phải chiến thắng ấy, càng cần. Thế nhỉ? Ủa, mình kiểu bắn 36 mạng. Kien. Ủa. Ô, đứng lửa, góc góc đi phô thật chưa, nó bắn kiểu pre-fire của vừa rồi ấy. Vừa rồi nếu mà anh nhìn, anh sẽ thấy là nó là một tình huống pre-fire của rồi, pre-fire đấy. Kéo ra bắn luôn ấy, thì phải nhanh được như thế. Vớ vẩn, vẫn thua, à đây rồi. Ôi, hai ông tranh nhau. Ôi, anh vừa thấy có cái gì? Em vừa thấy nó có một cái gì đó.
hơi nảy. Hơi nảy lên lầu. Hơi nảy lên lầu. Nảy lên lầu đấy thế nào? Anh cũng thấy nó nảy. Có một tí. Ừ. Nảy nảy. Nảy 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 nảy. Giật hết cơ mình. Tranh nhau à. Đấy. Đấy. Thằng kia giết xong rồi thì tâm nó là một tính năng, biết đồng đội giết được hay là không phải thằng ở dưới lúc đấy thì thằng ở dưới lại chết mẹ rồi, nhảy lên thằng trên, tâm lại lên được trên. Trong khung hình nó có một thằng nữa. Cho xem lại, chơi lại được. Tính năng là một tính năng. Bên trước đồng đội giết chết cái này thuộc về bên bên phát triển phần mềm. Không, cái tính năng này cũng tối ưu nhỉ. Ip gen ip và gen. Nếu trường hợp này xảy ra ip không gen lên lầu. Nếu thằng kia chết rồi thì mình sẽ lại lên thẳng gần nhất. Đấy, ip không gen lên lầu. Đây, quả đỉnh thật. Phải đăng kia quả đấy, nếu mà bình thường là sẽ bắn. Anh ấy bảo mà cả đến cuối đây anh nhìn thấy đít thằng này mà đang chuẩn bị bóp cò này đấy ạ. Bóp đây thì lại bắn lên thằng trên. Trời ơi, tính năng này simple, cũng phải học tập anh Dũng nhá. Kéo thật, để tâm giữ người thằng dưới bóp cò. Nhưng mà lại tính năng này không tính trường hợp là thằng dưới lại bị đồng đội bắn chết. Tính trường hợp này. Ôi giời, chết ip không gen lẩu. Gen lẩy lên là thấy quả đấy, quả lích lên bẹp lên mình thấy lạ thế nhở. Khéo thật gì. Trời ơi. Chứ anh bảo mà thằng này chắc chắn là với rất nhiều tình huống anh em mình vừa xem, thằng này chỉ có thể là em bóp thôi chứ không thể được. Nhưng mà thằng này phải dùng cái gì đấy, kiểu tỷ lệ nó không, nó là cái phần mềm xịn hơn một tí, là nó đặt được cái xương giống nhiều anh đặt được là mấy viên đầu nó sẽ vào đâu, xong đến viên bao nhiêu nó vẫn là vào đầu. Anh chọn được cái option đấy. Cái này thì có lẽ là cần phải gặp thêm kỹ sư Hoàng Hiệp, chuyên viên ngành bắt hách thì mới có thể phân tích kỹ hơn được cái này. Đấy, kéo thật. Có những thứ là bản thân họ còn không hình dung được. Bây giờ nhá, thằng này thì mình xong rồi. Mình xem từ bạn 36 mạng chơi game như thế nào để chống lại. Nhưng mà thực ra bên kia thì có một điều em đánh giá rất là cao là tránh được thằng này. Nghĩa là cứ thằng này canh đâu là bên kia là gây áp lực, xong rồi lại đánh ngược với bên còn lại. Nghĩa là chia thành hai đầu giống như anh em mình hay bắn đấy. Là nhưng mà tôi chỉ tự hỏi là làm sao biết nó đâu mà né được nhỉ? Bây giờ nhá, anh thừa biết, anh đánh vài lần anh biết là nó đánh anh, nó đánh ai bên nó đảo liên tội nhỉ? Ôi đảo. Anh donate bên nào cũng được em ạ. Player đùa hay sở chim lab đều ok nha anh Đức nhá. Cảm ơn anh Đức nhá. Cảm ơn bạn Danh Trương nhá. Nhưng mà đừng donate thẳng trên livestream mà được, nếu với những số tiền lớn. Anh em cứ chuyển qua mấy phần mềm kia, chứ qua YouTube thì nó mất phí hơn nhiều. Tương đối là happy ending. Happy ending. Chất lượng đấy. Chứ ông Dũng Kajima chưa lên nổi rank thì nhận định ai ngồi. Tôi có nhận định nãy giờ. Nhận định ngồi im. Nhưng mà chưa lên nổi danh gì. Thế bây giờ bạn muốn anh Dũng lên danh gì? Đúng không? Bọn tôi đưa anh Dũng lên danh đó. Danh gì tôi chẳng lên được. Bây giờ các bạn phải hiểu rồi. Tôi mà kết luận thế nào trên kênh nó sẽ có một nửa đồng ý, một nửa không đồng ý. Nên chúng ta cần phải có một cái gì đấy nó... Thì cứ câu chuyện bây giờ đơn giản thôi, không kết luận. Thì chắc đấy, rồi. Đấy là lý do tại sao bọn tôi rất nhiều lần không kết luận và để cho anh em viewer tự kết luận. Nói như kiểu là thường các đạo diễn phim ấy, nó một cái kết mở. Cái mệt à. Cái còn nhận định thế nào thì qua tình yêu khán giả. Em nói thật ra kết mà có hậu khán giả bảo nhà thế này thì ai chả biết chứ, xem đã biết đã bán rồi. Kết mà nó buồn thê thảm quá thì bảo là ui kết buồn kết chán, từ sau không mơ xem phim này nữa đấy. Thế bây giờ tôi đố 4.700 bạn lên kênh, bạn kia có hack hay không? Một là có, hai là không. Nào, comment đi tôi thử xem. Thế đạo diễn mới cho là nhân vật chính là trong cái thời gian là thực vật, không biết là có tỉnh hay không. Vậy thì bộ phim này là bộ phim kết mở rồi. Đúng rồi, thế bắt đầu là kết mở rồi đấy. Đấy thấy chưa, có bạn ba ăn rồi, 1, 2 nhiều lắm. Đấy, thấy không? Ok các bạn nhá. Bye.
Đấy, bên này được ra là cứ chiếm map, bây giờ tách lẻ ra bắn lẻ được. Ừ. Là pick được cả A cả B nên đâm ra thằng kia nó cứ phải chạy. Nhảy. Đứng trên lửa, múa lửa. Úi giời. Free Fire. Đấy, bạn chạy nhanh 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 chạy nhanh. Check check vui phết đấy. Trông check sai, trông check sai là vui đấy. Không, demo này cũng bạn này cũng kinh đấy, cũng kinh đấy. Ừ, kinh đấy, không phải đùa đâu. Cũng thuộc dạng kinh đấy. Ôi. Cũng thuộc dạng kinh đấy. Đấy, Tâm cứ làm cái đéo gì đấy, thấy không? Ui ôi. Em nghĩ là trường hợp này cũng phải đưa vào cái diện xem xét anh Dũng ạ. Đúng là... Bạn hay... thực ra là nếu mà ôi, bạn này hòm hơn nhiều dao ấy. Dao gì? Dao đấy, đấy. Đây là con gì M9 à? M9 mắc bụng phết này. Sao này tầm như này? Con này là con Crimson Web này. Con này là con chấm lợn. Con này là con phóng lợn này. Con này là con Carabit rồi. Carabit Tiger Good à? Có cái vằn vằn vàng vàng này. Con này là con Good mắc bụng phết. Con này cong cong này là con gì đây thì em chưa biết. Tùng thích thì tùng khoe thôi. Ôi trời ơi. Đúng nếu nha, em bảo nha, nếu cái pha vừa nãy bạn không inspect súng mà bạn ấy trong trạng thái nhá thì em có thể hình dung được. Em nói thật nhá, về trình độ nhận xét luôn, chắc chắn là Vuvi bắn hay hơn Ken. Tại vì cái đặt tâm của Vuvi trông hợp lý hơn rất là nhiều. Còn cái ông Ken này là tâm toàn rú xuống đất thôi. Sau đó cứ ra purify vô lý cực kỳ luôn. Nếu mà em check demo này từ đầu mà check ông này trước thì em thấy ông này còn giấu hack hơn ông kia nhiều. Hóa ra là nhân vật phụ đã trở thành nhân vật chính trong một bộ phim có cái kết mở. Hay lấy điện ảnh không? Block chip liên tục. Trong chỗ này thì cứ bảo là góc free fire đấy, có thể nói không, như mấy quả free fire với quả kia rất là vô lý và free fire nó không chuẩn cơ. Ui đấy, đây đâu anh biết những quả sấy đấy để làm gì, những người diễn viên thì thường là như thế. Ken bị ban rồi kìa anh á, bị ban rồi á anh tiếc. Ban đâu con nào? Anh Tình. Ui, chàng Anh Tình. Toàn fake news. Fake news, cũng chấp nhận. Đây. Ôi, quả này buồn cười lắm. Này buồn cười tí quá. Không, cái round trước cái chứ nhỉ? Đây là round nào rồi? Đây, mình nhìn này. Này, smoke nha. Em thấy hiểu sao? Never last. Phải round vừa nãy không? Round vừa nãy đi anh. Bắn toàn bắn check cho có ấy. À không phải đâu vừa nãy đâu. Không phải đâu vừa nãy. Nó khác đúng không? Ừ. Ui giời. Hai ông tay trời. Bắn đều. Đến là đón. Ui giời ơi. Nó cứ ra là bắn trước mà. Thằng này là bắn trước luôn ấy. Em thật với anh luôn ấy. Thì mới bắn được như thế. Đây em tua lại cái nào trước này. Cười vãi. Để xem quả demo. Không, đây là toàn bắn trước. Không còn là purify nữa rồi. Tôi phải dùng từ bắn trước các bạn hiểu. Thành cơ rồi. Biết hết bên nào mà biết bên nào luôn. Bắn bắn trước mà thấy chưa? Bắn giạt ra là tâm là sấy luôn. Thấy một game bắn on nữa hóa ra em bị lừa. Bắn bắn trước thôi. Ông này là toàn bắn trước. Bạn này toàn bắn trước. Ui dồi, avatar Vibu để trông nó thiếu lại gì. Bạn hạn chế để mấy avatar này nhá. Đấy, cũng biết ném qua lửa đấy. Đấy. Dập lửa, tanh vào.
check đấy. Đúng rồi. Hai nhân tố và hai chiến tân gặp nhau. Mà đúng chỉ kiểu nhá, anh nhìn nhá, chỉ có thằng kia giết được thằng này và thằng này giết được kia. Còn người ngoài gần như không thể giết được đấy. Biết mấy quả flash. Biết mấy quả flash. Chiến thần nằm trước. Đấy. Lúc nào cũng spam ở đấy nhá. Chúng ta phải thừa nhận một điều là bạn Kenny lúc nào cũng spam ở cái góc đấy. Có thói quen. Ừ. Đấy, bên này fake đánh cái. Rồi, qua đâu này. Đây, ra này đúng không? Đây. Đấy, lúc nào cũng spam ở chỗ này mà. Bên kia cứ đứng cái góc P5. Dở người quá. Đứng người ta đứng lệch hẳn sang trái một tí. Thì mới không bị P5. Mà nếu mà đứng góc P5 thì phản xạ phải nhanh. Anh Dũng xem quả này buồn cười không? Chân chưa chạm đất. Thấy không, anh ấy bắn viên đầu tiên trúng luôn đấy. Tâm bên phải ra. Nhưng viên đạn đầu tiên trúng luôn đấy. Trúng từ viên đầu tiên luôn. Tâm chưa kịp vẩy sang. Giống giống nó kia không? Anh nhìn thấy giống nó kia không? Em thấy giống giống đấy. Giống giống em vừa đấy không? Giống rồi đấy. Đấy. Khá là giống luôn. Đỉnh chưa? Đấy. Có khi lại giống nhau. Phần mềm chung một phần mềm. Spam như thật. Nếu sâm mốc rồi còn spam. Trời ơi. Không, trách, thay... trách Tâm còn bị cắm đầu đất cơ. Ví dụ như là Tâm toàn dưới đầu đất. Nhưng mà đến lúc bắn địch. Đấy, đây không? Đỉnh không? Đấy không? Đấy không? Thế em mới bảo là cái quả ở mít đi. Mày bắn quả đấy kinh quá. Cái quả đấy em nói thật với anh nha. Anh biết thằng nào bắn được quả như thế không? Là anh y hệt như anh đang xem giải. Nhưng mà tao thấy nó còn spec súng. Check góc bằng cái spec súng. Ừ. Đấy, Tâm này anh nhìn này. Tâm toàn bị thấp kìa. Toàn thấp cơ. Tâm thằng này đặt rất là chán. Hay là Tâm còn chán hơn thằng vừa gãy. Đấy. Ông này đặt Tâm còn chán hơn kêu vừa đẩy cơ. Nhìn tao này. Chắc là bảo kia mà nhìn tao thì nó bắn chết nó này. Cái quả bắn được những quả như thế thì cái quả như ở mid đi. Đúng là chỉ có ấy thôi. Không thì rất là khó. À 14 à. Mình dãy ra quan trọng. Ui, đây. Quả này khó đây. 3.5 này. Đấy, cứ thế thôi, anh nhìn tao tắc trông giống người không? Giống lúc vào. Cái cứ đi đi giữa mid cứ rút ra nó xuống không? Đấy. Sao smoke lại về. Trông chán không? Trông thằng này nó ức chế không? Trông có giống một thằng núp không? Kể cả không hack cũng cho mày thành hack. Trông gầy cánh. Lừa sợ. Đây bên game 3 rồi này. Trông thằng này như nào? 3 nhá. Đây. Bây giờ nhá, bây giờ nó vừa giết một thằng ở thư viện xong. Thì làm gì nghĩ sao? Tại sao nó lại nghĩ một thằng nữa? Nhưng mà nó ra là còn ngồi nó bắn luôn. Đấy, đỉnh không? Thằng này là vừa quân hack vừa em bot chắc chắn luôn. Đây. Cho các bạn profile của hai cháu. Ok, cái này không phải gửi đến cái cấp lãnh đạo nào nữa. Đây đủ rồi. Đối tượng này đến từ nói chung là trong profile thì bọn nước ngoài nó chửi cũng nhiều rồi. Đấy, cho các bạn nó xem dao kéo rất nhiều. Hiện tại tôi nhìn thấy cơ bản là có có 5 con dao. 7.000 item. Thêm khẩu Deagle nữa. Nhanh thôi các bạn. Ừ. Đâu, mày bị ban đâu. Ba đết mà. Ui giời ơi. CSGO. Đấy. Không có gì. Ui giời. Cảm ơn anh Đức nhá. Ui giời ơi. Đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai. Bảo sao một bên đã có thằng Aimbot thì bên kia bắn lại kìa. Thắng được cả Aimbot là cũng bên lạ. Là. Nhưng bạn Aimbot là bạn nào trong đây? Bot là một trong mấy cái bạn ở dưới này này. Đây toàn mấy bạn Việt Nam này. Thế dưới này à. Thoát. Mẹ ngồi xem cái demo mà nó trống hết cả mặt. Sao mà nó nhưng mà được cái là demo này chất lượng. Khi mà có hai trái chiều đầu tiên em nghĩ là bạn Vivu hiện cũng bình thường. Lock pit đúng không? Lock pit. Thế tự dưng đùng một cái là anh nó lại có pha lẩy. Pha lẩy. Thế là chúng ta kết luận xong chúng ta nhảy sang cái bạn bạn kia thì nhìn đầu tiên là cứ cũng có thói quen free fire các thứ. Mình cũng là bạn chắc là cũng rồi. Nhưng mà tự dưng có một vài tình huống mà bạn ấy cũng
không thì không phải bình thường lắm. Nói chung là tức là ban đầu chúng tôi là cố gắng định hướng nó theo một thứ rất là pink, rất là pink nhất, nhưng mà cái kết quả nó lại black, quá là black luôn. Và nó tít liên tục ạ. À. Đây là chúng lại anh em viewer thứ này kiểu cãi nhau về sau lại cái pha đẩy đấy là cũng kỳ nhỉ anh nhỉ. Pha đẩy kỳ đấy. Kinh thật. Nó cứu vớt cả cái demo này. Cứu vớt cả demo. Kinh thật. Đâu cả cái quả đầu tiên Polic Dubai đã tà anh đâu. Nó đã đưa anh em mình đến một cái chiều hướng khác rồi. Nhưng sau đấy thì lại có những tình huống nó chưa đủ. Chưa đủ cảm xúc. Sau đó nó mọi thứ nó bùng nổ ở tình huống bắn thở cao. Và sau đó thì anh em mình mới nhìn lại rằng nhỉ, sao thằng này nó bắn như thế mà được 20 mạng. Bên kia lại còn 36 mạng. Không, mạng này chắc chắn là một bạn đấy. Đây còn ghi là có cả nói cả thằng bên mình mà. Thế này bạn report không phải bạn Ken. May này không phải Ken. Dù nghi vấn sử dụng nhưng với đôi tay hoạt động 200% rồi. Cục công lực 200% của Ken đây này. Chiến thắng. Đấy, bên này lại có Ken. Thực ra là 200 công lực đấy là cũng phải đến 195 công lực đến từ phần mềm. 5% còn lại là the spec. Mềm tự nhiên hay gọi là phần mềm, đó là hỗ trợ của các kỹ sư công nghệ. Hỗ trợ kỹ sư công nghệ.